Chào cô bé. Chờ anh lâu chưa? Công việc nhiều quá, anh không dứt ra được. Em đến tìm anh hơi bất ngờ. Nhưng mà là bất ngờ vui. Không sao. Hôm nay bao lâu em cũng đợi. Chà, người ta nói là khi một người hạnh phúc, người ta có thể rộng lượng với cả thế giới. Hôm nay em bao dung với anh như vậy là vì sắp đi thi đấu quốc tế à? Chúc mừng em nhá. Cảm ơn anh. Rượu táo mèo, anh uống được không? Ở nhà em, mọi người hay uống loại này. Không thích rượu tây. Hôm nay, mọi thứ theo ý em hết. Rượu gì chẳng được. Nhà hàng này cũng không phải gu của anh đâu. Nhưng là gu của em. Lâu rồi mới gặp. Lâu là bao lâu? Uống ít thôi. Ăn đã chưa? Rượu nặng đấy. Không đùa được đâu. Say đấy. Em muốn say mà. Thì nếu không say, em không có can đảm nói chuyện với anh. Chúng mình dừng lại ở đây đi. Không thích anh nữa. Sao từ bỏ sớm thế? Em vẫn còn thích anh. Em cần thời gian để quên. Sau này sẽ không thích nữa. Em không cần thiết phải chia tay anh. Nếu em cảm thấy không an toàn, cần công khai với cả thế giới này, anh có thể làm điều đó vì em. Anh nghĩ mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Cô gái nào khi yêu cũng muốn mình là duy nhất, không muốn mình là người bị giấu đi trong bóng tối. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa. Cứ như vậy đi. Đông. Đông.